Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Võ Tiền Korea. Trải nghiệm 3 ngày nằm viện ở Hàn Quốc. 5 giờ rưỡi sáng thì có y tá vào đo huyết áp và độ nóng cho mình. Và ở đây cơm sáng là 7 giờ rưỡi là sẽ có người đem cơm đến cho mình. Và y tá sẽ cho mình thuốc, khi ăn cơm xong sẽ uống thuốc buổi sáng. Đang trong lúc chờ đợi cơm sáng, mình coi pin buổi sáng. Đây là buổi cơm sáng của mình đây, gồm gạo lứt và xương hầm, cá kho, kim chì và gà chiên. Ăn cơm xong mình đi tập thể dục một vòng, vào nằm đợi bác sĩ đến khám. Bác sĩ đến thì khoảng 8 giờ tới 8 giờ 30 phút. Bệnh của mình là bị đau màng nhĩ tai nên chóng mặt không thể đứng được, nên bác sĩ bảo phải nhập viện 3 bữa. Nhập viện phải 3 bữa trở lên, bảo hiểm nó mới trả phí cho mình. Ở cặp giường mình có cô người Hàn 69 tuổi và cô người Hàn 65 tuổi. Hai người này đã vào bệnh viện là 2 tuần rồi, nhưng mà hai cô này chưa muốn về nhà. Gần xuất viện mà hai cô nói còn yếu quá, không muốn về nhà, nói với bác sĩ thế. Bởi vì hai cô bảo về nhà sẽ tự làm và rửa chén và dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm đồ. Cô không thích. Cô nói ở đây có người phục vụ sẵn, dọn dẹp buổi sáng, buổi chiều, rồi có người đem cơm tới sẵn. Khi xuất viện thì được bảo hiểm chi trả. Còn cô 65 tuổi bảo nếu mà về nhà cơ thể mà nó không được khỏe là trở lại nhập viện nữa. Trời đất ơi, có ai thấy không? Nhập viện mà sướng hơn ở nhà nữa, không muốn về thiệt luôn. Hai cô bảo vào viện nha ăn cơm bữa, nên hai cô chuẩn bị sẵn hai cái ca băng. Mỗi lần đau là vào nhập viện liền đó. Lay quay cũng tới giờ cơm trưa. Cơm trưa hôm nay là canh, cơm, thịt chiên, kim chì, rau, có bao nhiêu đó thôi. Ăn cơm xong mọi người đi súc miệng, mình quay sơ lược cho cả nhà xem. Phía dưới cái giường có cái ghế xanh là dành cho người nhà vô nuôi bệnh nhân. Và mỗi một cái giường có một cái tủ và có trong đó có chìa khóa. Phòng thì có người dọn vệ sinh ngày hai cử, rất sạch sẽ. Trong phòng thì có chỗ để súc miệng và rửa mặt. Toilet thì đi chung ở phía ngoài, công cộng. Phòng thì được một cái tủ lạnh mini. Mỗi một cái giường có một cái TV mini và chai sát trùng. Mình qua đây mười mấy năm, nhập viện cũng nhiều lần như chưa bao giờ mình mất đồ trong bệnh viện lần nào. Hành lang bệnh viện nó có để mấy hàng ghế cho bệnh nhân đi tập thể dục. Mỗi thì đến đây ngồi nghỉ và xem TV. Loại bảo hiểm nhà nước này dành cho tất cả các lao động và học pháp và cô dâu và bảo lãnh cha mẹ thăm thân đều có thể mua được bảo hiểm nhà nước này. Và các bạn nhớ mua bảo hiểm nhà nước nha, để nếu không thì khi nhập viện sẽ tốn tiền nhiều lắm. Bác sĩ cho hai từng thuốc về nhà và bảo hai tuần sau sẽ trở lại tái khám lần nữa. Hôm nay cũng tới ngày đi tái khám lần hai. Và hỏi bác sĩ bệnh này có tái phát lại không bác sĩ? Bác sĩ bảo là không. Uống hết từng thuốc này nữa là nghỉ uống được rồi. Vừa vào cửa chính bệnh viện, y tá hỏi có đi Seoul và đi nhà thờ không? Và đo độ nóng, hỏi có nóng sốt hay không. Bởi vì hiện giờ dịch Covid đang tăng vọt tại Hàn Quốc. Video của Tuyền xin kết thúc tại đây. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Và chúc quý vị nhiều sức khỏe. Nhớ bấm like và bấm chia sẻ, rung chuông để ủng hộ cho Tuyền nhé. Bye.